Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình làm video về cái chủ đề là cây chanh nha mọi người. Vì có một bạn, bạn này đã comment trong kênh của mình các bạn. Bạn hỏi là bạn có xem một cái video ở trên YouTube á, và người ta là quảng cáo là chanh chùm thế hệ mới các bạn. Thì hỏi mình là mình có nên mua cái loại cây đó để mình trồng thử hay là không. Và mình thì khi mà xem được cái comment đó thì mình cũng đã vào cái trang YouTube á các bạn, của một thương hiệu á, thì mình không tiện nói tên ở đây, và mình cũng đã xem rồi. Và ở đây thì mình xin góp ý cho bạn ha. Và cái video này thì mình chỉ là mang cái tính chất là góp ý thôi nha mọi người ha. Vì mình không muốn làm ảnh hưởng đến cái việc mà người ta kinh doanh buôn bán ở trên mạng các bạn. Thì đầu tiên á, thì khi mà mình chọn giống chanh các bạn, thì mình phải hỏi được cái đầu ra. Có nghĩa là ví dụ như mình ở đây các bạn, mình cũng trồng chanh chùm nữa các bạn, nhưng mà chanh chùm của mình ở đây là chanh không hạt nha mọi người ha. Và cái đầu ra của nó thì nói chung là nó cũng là khó ra chứ không phải là dễ ra. Cái gì á, cái chanh không hạt của mình các bạn thì cái đầu ra của nó thì chỉ nằm ở khu vực là Sài Gòn thôi các bạn. Còn ở cái vùng quê á, thì nó sẽ không có chừng, tại vì nó sẽ chừng là cái chanh bông tím các bạn, vì nó nước nhiều. Còn cái chanh Mỹ này các bạn thì nó không có nước nhiều các bạn, mình phải biết cách xử lý á, thì nó mới ra nước nhiều nha mọi người ha. Thì đó là cái nguồn thu các bạn, và cái hình thức á, và cái việc thứ hai là cái hình thức nó giao hàng nó như thế nào. Có nghĩa là khi mà bạn mua ở trên mạng như vậy á, từ một cái công ty như vậy á, thì người ta sẽ giao hàng như thế nào, hoặc là bạn sẽ đến trực tiếp cái nơi đó để mà các bạn mua hay là sao, thì đó là một cái vấn đề nữa các bạn. Tại vì mình phải trực tiếp mình coi thì nó mới đạt chuẩn được các bạn. Ví dụ như mình ngày trước á, thì mình trồng chanh các bạn, là mình á, là phải đi đến tận cái vườn á, cái vườn chanh của người ta đang trồng các bạn, và mình là yêu cầu là người ta là chiết cho mình, và mình mua với cái số lượng là bao nhiêu cây. Lúc trước là mình mua cái ban đầu á, là mình trồng là 200 cây các bạn, và mình mua với cái giá là 18.000 một nhánh. Có nghĩa là người ta sẽ bầu cho mình luôn các bạn. Rồi sau đó thì một khoảng thời gian sau thì mình tự bầu nhà để mình nhân giống ra nó. Thì mà các bạn phải xác định được cái nguồn gốc. Tại vì á, bây giờ cái hàng giả nó rất là nhiều. Ở đây mình không muốn bóc phốt một ai ha. Tại vì ở đây thì mình chỉ góp ý cho các bạn nào mà mới trồng thôi. Tại vì á, vì mình có trồng bưởi da xanh nữa các bạn. Lúc trước mình có mua trong những cái tiệm mà bán giống cây trồng các bạn, nhưng mà người ta pha vô các bạn. Mình mua trồng bưởi da xanh đó, nhưng mà người ta sẽ có pha cái bưởi lông cổ cò ở trong đó nữa các bạn. Nó thành ra là bây giờ là mình muốn mua chính xác. Ví dụ như bạn muốn mua là chanh chùm thế hệ mới phải không, thì bạn phải đến ngay cái vườn chanh mà nó đang ra trái luôn đó, rồi bạn mình sẽ đặt mua, thì nó sẽ rất là hiệu quả. Chứ mà bây giờ mà bạn mua ở trên mạng như vậy, người ta quảng cáo á, rất là hay. Tại vì người ta sẽ kêu những cái người nổi tiếng ra quảng cáo, hoặc là những cái người có chuyên môn á, người ta sẽ lên quảng cáo về cái loại chanh thế hệ mới đó. Nó các bạn hiểu không? Có nghĩa là bây giờ là người ta sẽ mượn những cái chuyên gia kỹ sư đó, người ta đã rất là nổi tiếng rồi đó, hoặc là những cái cô nữ á, ra có giọng nói rất là hay á, thì người ta sẽ mướn, và người ta sẽ quảng cáo về cái cây chanh của người ta, đặng người ta có doanh thu nó. Thì cái đó là cái cách mà để người ta quảng cáo các bạn đó. Thì ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn góp ý như vậy để các bạn có thể là mua cái chanh của mình nó được tốt hơn ha. Hiện tại thì mình đang quay cho các bạn xem thì cái vườn chanh không hạt của mình, đặng mình tiện mình chia sẻ cho các bạn đó. Và cái thứ ba nữa các bạn, là mình phải hỏi về cái giá nó như thế nào nữa các bạn. Bây giờ người ta làm quảng cáo như vậy thì cái giá cái cây chanh của người ta là nó bán rất là cao. Cái giá ví dụ như ở ngoài mình mua bây giờ là 18 đến 20 ngàn cho một gốc phải không, thì người ta sẽ bán là từ 25 đến 30 ngàn một gốc hay là sao, hoặc là rẻ hơn hay là sao, mình phải hỏi kỹ nó. Và cái thời gian á, mà cái cây chanh của mình nó ra trái á, thì là nó bao lâu, thì mình cũng đã xem cái clip quảng cáo đó rồi, mà người ta nói là khoảng đâu là 8 tháng cho một gốc, và có thể là trồng được ở trên chậu. Bây giờ mình đặt ra câu hỏi cho các bạn nè, tại vì mình cũng là trồng chanh nó cũng được lâu rồi các bạn, nói chung cũng có chút kinh nghiệm thôi. Thì mình ở đây á, mình trồng á, ít nhất là khoảng một năm trở lên á, thì mình mới dám hái trái các bạn. Tại vì á, phải để cho cái cây mình nó sinh trưởng, cái gốc mình nó to phải không, thì
thì mình mới để trái sau này mình cái cây mình mới nó mới ăn lâu được, nếu mà mình cho chứ mình để nó sớm quá thì cái độ mà lâu bền của nó sẽ không có các bạn bất cứ các loại chanh luôn, chanh giấy, chanh hạt tím gì cũng vậy hết, thì cái gốc của mình nó phải to thì nó mới ăn trái được dai được lâu. Mà chẳng là quảng cáo chỉ có 8 tháng thôi, đồng ý là 8 tháng là nó có cho trái đó, nhưng mà cái độ bền của nó là nó như thế nào đó, thì mình đặt câu hỏi ra như vậy đó, thì các bạn nên xem kỹ và góp ý ha. Hoặc người ta trồng chanh á, và cái chanh mà thế hệ chanh thế hệ mới, các bạn chanh chùm thế hệ mới á, thì nó có hạt nha, chứ nó không phải là không hạt nha. Ở đây mình lưu ý cho các bạn ha. Nó khi mà người xem á, người ta thấy á, chanh chùm người ta rất là mê, tại vì á khi mà trồng chanh ra chanh chùm phải không, thì nó trái rất nhiều, mình hái nó màu có ký cái kiểu như vậy thì người ta sẽ thích và người ta mua. Nhưng mà mình phải nói lại đi là phải nói lại, cái đó là những cái điểm mạnh, nhưng mà cái điểm yếu của nó là nó như thế nào, nó có thích hợp với cái mùa nắng hay là không, hoặc là nó dư nước hay là sao. Tại vì chanh thế hệ mới là chanh cho các kỹ sư mà người ta nhân tạo ra kiểu như vậy các bạn. Nó có đây là mình trồng chanh không hạt nè các bạn, mình mua là tại vườn luôn, và mình mượn cái anh đó anh chiết ra và mình mua với giá là 18.000 một nhánh các bạn. Tại vì lúc trước mình trồng bưởi á, thì cái lúc mà mình bước vô nghề mình trồng đồ mà mình làm vườn á, thì mình có mua bưởi mình trồng á, và người ta đã sen loãng á các bạn, nên mình đã rút kinh nghiệm, và những cái lần sau á là mình sẽ mua tại vườn luôn đó. Và cái quan trọng nhất vẫn là cái đầu ra, nó liệu mà bây giờ mình trồng 2 năm đầu ra, bây giờ cái giá cái cây chanh nó mắc hơn phải không, nó mắc hơn cái cây chanh Mỹ này, hoặc là cây chanh bông tím á, mà bây giờ bán ra cái giá nó cũng vậy mình sẽ lỗ các bạn, lỗ là cái chắc luôn. Tại vì mình không biết cái, tại vì á cái cây chanh, mấy cây chanh này là người nông dân đã trồng rất là lâu năm rồi, bây giờ chanh thế hệ mới thì nó có những cái ưu điểm gì và những cái nhược điểm gì thì mình phải biết rõ trước khi mình trồng nha các bạn ha. Mình ở đây mình không kêu các bạn là không mua, mà các bạn hãy tìm hiểu kỹ trước khi mua cái chanh mà thế hệ mới này đó. Thì tại vì cũng có bạn hỏi mình thì mình mới chia sẻ cho các bạn vậy đó, thì các bạn nên tìm hiểu kỹ ha, vì trên mạng bây giờ là cũng đã có nhiều thương hiệu đã bán rồi các bạn đó, người ta chạy quảng cáo Google AdWords trên mạng luôn các bạn đó. Ở đây thì mình trồng chanh Mỹ chủ yếu là xuất khẩu ra nước ngoài, hoặc là ở trên Sài Gòn các bạn thì người ta rất là chuẩn, còn đối với ở miền quê các bạn thì người ta sẽ không có chuẩn, người ta chuẩn những loại chanh mà có nước hơn. Và ở Sài Gòn á, dân người ta nó dạng như nó tiến bộ rồi các bạn, người ta thích sử dụng chanh không hạt, nó tiện sử dụng ở trong cái việc ăn uống hơn. Đây các bạn đó, thì đây là tổng quan cái vườn chanh của mình nè các bạn, quay cho bạn xem ha, buổi chiều mình quay nó hơi tối một xíu, các bạn xem thông cảm ha. Ở đây thì mình trồng xen canh với cây cà pháo luôn ha, và cái hiệu quả của nó cực kỳ là tốt luôn. Nó là có nghĩa là chanh nó vẫn phát triển bình thường và cà pháo của mình nó vẫn phát triển bình thường. Nó khi mà mình mua cái chanh thế hệ mới đó, liệu mình có xen canh được hay là không, ví dụ như trên cây cà pháo của mình nè nó bị rầy nhiều nè, rồi nó bám lên cây chanh đó, rồi cây chanh nó có chịu nổi hay không, nó đó là một chuyện nữa. Đó, các bạn nên tìm hiểu kỹ, cái quan trọng nhất vẫn là cái đầu ra và cái giá nó như thế nào, nó cái giá nó có nhích hơn cái giá chanh của cây chanh thường của mình hay không. Nó tại vì cái chanh thường của mình bây giờ mình mua có 18.000 gốc mà, đối với cái thời điểm là những năm trước đó, tại mình mua tại vườn á, còn nếu như mà các bạn mua mà tại các mà vừa cái giống cái trồng á chỉ có 15.000 thôi đó các bạn, nó chia sẻ cho các bạn vậy ha. Thì các bạn nên tìm hiểu kỹ là trước khi các bạn mua một cái cây giống ha, bất cứ cái cây gì các bạn cũng vậy, chứ không phải riêng về cái cây chanh. Có nghĩa là bây giờ là ví dụ như bạn trồng cái ổi đi, nó cái ổi lê đi đó, thì bây giờ bạn phải tìm được cái nguồn ra trước, rồi sau đó bạn mới đặt giống cây trồng, bạn trồng khoảng đâu vài tháng, khoảng 8 tháng hay gì đó là mình bán trái á, thì người ta có người mua, và cái giá nó phải như thế nào mới được nha các bạn ha, chứ không phải là cái giá rẻ như ở ngoài chợ thì sẽ không có được nha mọi người. Nó chia sẻ cho các bạn vậy thôi. Thì hôm nay thì mình cũng đã là trả lời câu hỏi cho một bạn đã hỏi mình là có nên mua là chanh thế hệ mới, chanh chùm thế hệ mới trên mạng hay không. Thì ở đây mình đã trả lời, thì bạn nào xem được thì hãy like cho mình một like nha các bạn ha, cũng như chia sẻ cái video này cho mọi người cùng biết, để các bà con nông dân
có thể là nghe được cái lời góp ý của mình ha. Rồi thì mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình ha.